Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam rất cần nâng cấp quan hệ với Mỹ. VOA ngày 7 tháng 9 có bài viết phân tích về lý do Việt Nam cần nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ. VOA đã phỏng vấn các chuyên gia để giải thích về việc này. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo thông tin cho biết, ông Joe Biden sẽ là vị tổng thống Mỹ thứ 5 đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ông Biden được cho là sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ từ mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là bước nhảy vọt hai cấp, đưa Mỹ vào nhóm nhỏ vài nước có khuôn khổ quan hệ với mức độ cao nhất với đất nước từng là cựu thù của Washington, ngang bằng với mối quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh và Moscow. Ngoài Nga và Trung Quốc, Việt Nam hiện chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, Hàn Quốc và sắp sửa có thêm Úc, Singapore và Indonesia gia nhập vào câu lạc bộ này. Ông Craig Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, nói với VOA rằng việc nâng cấp quan hệ lên mức độ cao nhất với Mỹ là diễn biến hệ trọng. Nó cho thấy hai nước ngày càng sát cánh chiến lược với nhau. Ông lưu ý, về lý do Hà Nội phải tiến gần hơn đến Mỹ, ông Pauling giải thích rằng Hà Nội xem Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược, nên quan hệ gắn bó hơn với Mỹ và các nước cùng chí hướng là cần thiết để giữ cho tự chủ chiến lược. Tại một sự kiện tranh cử ở Freeport, bang Maine, hồi cuối tháng 7, ông Biden tiết lộ ông nhận được một cuộc gọi từ lãnh đạo Việt Nam, nói rằng họ rất mong gặp ông và muốn đưa Mỹ lên thành một đối tác chủ chốt ngang hàng với Nga và Trung Quốc. Nguyên văn chữ ông Biden dùng là desperately, dịch thoát là mong mỏi đến tuyệt vọng. Nó truyền đi thông điệp trong khắp bộ máy chính quyền Việt Nam rằng giới lãnh đạo cấp cao xem mối quan hệ kinh tế quân sự giữa người dân hai nước chặt chẽ hơn với Mỹ là ưu tiên hàng đầu, ông Craig Pauling nói. Tiến sĩ Võ Trí Thành, cựu phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA, Mỹ là đối tác thương mại và đầu tư chủ chốt của Việt Nam. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai sau Trung Quốc và là nhà đầu tư lớn thứ 8 của quốc gia Đông Nam Á này. Kim ngạch thương mại song phương đạt 139 tỷ đô la trong năm 2022, theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ, và Mỹ đã đăng ký số vốn đầu tư 405 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Hình ảnh Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bên trái và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã từng gặp nhau vào năm 2015. Ông nói thêm là Việt Nam đang chuyển tiếp sang nền kinh tế số và kinh tế xanh, cũng như muốn hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là chỗ mà Washington có thể giúp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng có tính chống chịu cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và là những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden. Trong chuyến thăm đến Việt Nam hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực này. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo độc lập, còn được biết đến là blogger Ba Sàm, nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam cứ trù trừ việc mở rộng quan hệ với Mỹ vì sợ gây hấn với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có nới cái gì cho Việt Nam đâu mà còn liên tục gây sức ép. Từ phương diện người quan sát, người dân và lợi ích quốc gia, thì tôi thấy việc nâng cấp quan hệ với Mỹ là rất cần, là rất đáng. Không những nâng lên đối tác chiến lược mà còn là đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam có thuận lợi nhiều cái, Mỹ có thể giúp trong vấn đề vũ khí, kinh tế, chuyển giao công nghệ, rất nhiều thứ, ông Vinh nói thêm. Ông ca ngợi đây là điều đáng mừng và là điểm cộng cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay vì họ phải đối đầu trực diện, cứng rắn, lên gần với Trung Quốc, thì giờ đây họ đi theo ngã khác, ông giải thích. Ông nói thêm là gần đây không thấy Trung Quốc có sức ép gì tương xứng với việc nâng cấp quan hệ với Mỹ, ngoài việc gây sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin Việt Nam rất cần nâng cấp quan hệ với Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cấm nhân viên sử dụng iPhone. Báo VOA ngày 6 tháng 9 cho biết Trung Quốc đã ra lệnh cho các quan chức thuộc các cơ quan chính phủ trung ương không sử dụng điện thoại iPhone của Apple và các thiết bị của các thương hiệu nước ngoài khác trong công việc hoặc đem vào văn phòng. Hình ảnh VOA đưa tin. Lý do mà chính phủ Trung Quốc đưa ra bắt nguồn từ lo ngại về an ninh mạng. Trong những tuần gần đây, các viên chức nhân viên cơ quan nhà nước đã được cấp trên chỉ đạo về việc này trong nhóm trao đổi hoặc các cuộc họp tại cơ quan, bản tin đưa, và cho biết thêm rằng không rõ lệnh cấm này có phạm vi rộng đến mức nào. Apple đã đạt được thành công đáng kể trên thị trường smartphone ở Trung Quốc khi đối thủ cạnh tranh Huawei không thể theo kịp
sau khi bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt 5G của Mỹ. Tuy nhiên, vị thế vững chắc của Apple tại Trung Quốc giờ đây có thể bị đe dọa sau lệnh cấm mới, vốn có thể làm dấy lên suy đoán về hoạt động gián điệp hoặc can thiệp của công ty. Mặt khác, vào tháng 7, Apple đã công bố cửa hàng trực tuyến trên WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc. Chương trình này cho phép người dùng, ứng dụng, mua đầy đủ các sản phẩm của Apple. Lệnh cấm này được đưa ra trước thềm sự kiện của Apple vào tuần tới, mà các nhà phân tích tin rằng hãng này sẽ tung ra dòng iPhone mới và có thể gây ra lo ngại cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc trong lúc đang căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc đã tìm cách giảm sự phụ thuộc của công nghệ nước ngoài, yêu cầu các công ty nhà nước như ngân hàng chuyển sang các phần mềm trong nước và thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước. Bắc Kinh đã đẩy mạnh chiến dịch này vào năm 2020, khi các lãnh đạo của họ đề xuất cái gọi là mô hình tăng trưởng lưu thông kép để giảm sự phụ thuộc vào thị trường và công nghệ nước ngoài, trong khi lo ngại về bảo mật dữ liệu ngày càng tăng. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước lớn đóng vai trò then chốt trong nỗ lực đạt được tự chủ công nghệ, đẩy cuộc đua tranh ngày càng rủi ro trong bối cảnh rạn nứt với Mỹ. Căng thẳng Trung-Mỹ dâng cao khi Washington hợp tác với các nước đồng minh để ngăn Trung Quốc tiếp cận các thiết bị quan trọng cần để giữ cho ngành công nghiệp chip của họ cạnh tranh, và Bắc Kinh hạn chế nhập hàng từ các công ty hàng đầu của Mỹ, bao gồm hãng máy bay Boeing và hãng chip Micron Technology, hình ảnh Apple tại Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên các sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài bị cấm ở Trung Quốc. Vào năm 2014, các sản phẩm của Apple đã bị cấm ở một số tòa nhà chính phủ do lo ngại về an ninh. Cùng năm đó, Windows 8 cũng bị cấm sử dụng trên PC của chính phủ. Gần đây, Microsoft báo cáo tin tặc Trung Quốc đã truy cập vào tài khoản email của chính phủ ở Mỹ và ở châu Âu, đồng thời cáo buộc các tin tặc này có sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc. Một số nhà phân tích hôm 6 tháng 9 nói rằng động thái này cho thấy Bắc Kinh không sẵn sàng bỏ qua bất kỳ công ty Mỹ nào trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc của họ vào công nghệ Mỹ. Ngay cả Apple cũng không được miễn trừ ở Trung Quốc, nơi họ thuê hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hơn 1 triệu lao động, để lắp ráp các sản phẩm thông qua mối quan hệ với Foxconn. Nhà phân tích Tom Ford của D.A. Davidson cho biết, điều này sẽ khích lệ các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng và khách hàng để ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc trong trường hợp căng thẳng tồi tệ hơn. Trung Quốc cũng là một thị trường lớn của Apple, đem tới gần 1/5 doanh thu cho hãng. Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng ngay lập tức đến doanh thu của hãng nếu tính đến tính đại trà của iPhone ở Trung Quốc. Nhà phân tích Angelo Gino của hãng CFRA Research nhận định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chính phủ Trung Quốc cấm nhân viên sử dụng iPhone. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.